Thực dưỡng thì có tốt hay không? Thực ra thì cái câu thực dưỡng bản thân nó là dinh dưỡng bằng thực phẩm, nó không xấu, nhưng mà thực dưỡng bây giờ đang được nói tới là cái phương pháp mà để giúp cho mọi người kích hoạt cái khả năng tự chữa lành của cơ thể theo những cái người mà theo trường phái thực dưỡng, đúng không? Nhưng cá nhân bác sĩ Hoa thì cũng đã gặp rất rất nhiều trường hợp là nạn nhân của cái thực dưỡng đấy rồi, kiểu là cứ suốt ngày đi nói rằng là tôi theo thực dưỡng như thế này tôi có thể tự phục hồi được, tôi có thể tự chữa lành cơ thể của mình. Nếu khi bệnh nhân đã bị ung thư rồi thế là vẫn không tiếp nhận điều trị. Xong Chị đang rồi. rồi. Lừa rồi. Và bản thân bác sĩ Hoa biết là một chị là về tiến sĩ răng rồi, chị cũng sẽ theo cái thực dưỡng này. À, chị là ung thư vòng họng giai đoạn cuối rồi và chị từ chối điều trị bằng hóa trị liệu, bằng phẫu thuật và sau đấy ăn thực dưỡng. Thì cuối cùng đấy, nó cơ thể nó cứ suy dần và buộc chị phải vẫn quay trở lại với cái phẫu thuật. Nhưng cái chỗ này bác sĩ Hoa không phải là đảo đảo hoàn toàn hay là phản bác cái việc dinh dưỡng để cho phục hồi cơ thể. Thực ra theo đông y của bác sĩ Hoa, cơ thể của chúng ta có cơ chế tự chữa lành. Quá chuẩn luôn. Nhưng cái tự chữa lành này nó không phải là cái gì đấy nó giáo điều, không phải là cái gì đấy nó quá mơ hồ. Vậy y học hiện đại bây giờ cũng đã chứng minh là cơ thể của chúng ta có cái khả năng tự chữa lành. Và tự chữa lành bằng cách mọi người nhìn thấy rõ nhất chính là khi mà mọi người đứt tay hay là mọi người có những cái vết thương là nó đã tự lên, mọi người đâu có cần bôi thuốc đúng không? Tự cái tay của mọi người liền. Hay là khi mà mọi người có những cái chảy máu nó cũng sẽ tự cầm. Và mọi người có những cái vấn đề về đau sưng gì đấy xong lúc sau nó cũng tê hết, mình không cần dùng thuốc nó cũng tự hết, mà cơ thể của mình luôn luôn có sự chữa lành. Cái sự chữa lành thì nó sẽ tham gia vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như nó sẽ cần có cái sự hệ miễn dịch của mọi người. Cái hệ miễn dịch thì nó rất là đồ sộ và nó có rất nhiều những quy trình khác nhau, nhưng nhìn chung lại, ví dụ như mọi người đứt tay thì cơ thể của chúng ta nó sẽ có theo cái yếu tố thể dịch, nó sẽ kéo những cái hồng cầu giống như cái bạch cầu của mọi người tới và nó sẽ làm khu trú cái ổ viêm đấy, nó không cho cái vi khuẩn nó tấn công vào thêm. Và sau đấy thì những cái bạch cầu đấy nó có thể tự nó sinh ra những cái chất gây viêm làm cho chỗ đấy nó sưng nóng đỏ lên, nó lại càng kéo theo cái thể dịch lại để làm cho mọi người, nó kéo theo cả những tiểu cầu tới, và những cái tiểu cầu đấy thì nó sẽ làm cho nó đông lại, tạo thành những cái sợi fibrinogen, nó đông lại, nó cầm máu cho mọi người. Và tiếp theo đấy thì chính những cái tiểu cầu này có thể tự tiết ra những cái chất hóa học để kích hoạt thêm những cái phản ứng viêm, thêm những cái phản ứng tự chữa lành, tái tạo cho cơ thể của mọi người. Và thông qua cái cơ chế thể dịch thì những cái tế bào gốc ở trong những cái mô của mọi người nó có thể tự phân hóa và nó tạo thành những cái mô mới để làm cho mọi người làm lành cái vết thương. Hay đơn giản giống như mọi người bị viêm loét dạ dày, bản chất tất cả các phương pháp điều trị hiện nay đều là do cơ thể của chúng ta tự chữa lành cái vết thương của mọi người, cái vết loét dạ dày của mọi người, không có thuốc nào để làm lành được đâu. Nhưng mà tại sao khi mà chúng ta uống cái thuốc giảm tiết dịch vị axit đấy mọi người lại làm lành được? Bởi vì nó khi mà nó giảm tiết axit là cái vết thương của mọi người nó được thở, nó không được tiếp xúc với axit nữa, nó không tạo thành cái vết thương mới nữa, thì khi đấy nó đẩy lên bắt đầu làm lành cái vết thương thì nó sẽ không tạo thành cái vết thương mới, đúng không? Nó không bị tổn thương thêm nữa thì dần dần nó đẩy lên và nó làm lành vết loét. Chứ đấy là cơ chế tự chữa lành mà. Nhưng cái cơ chế tự chữa lành này không phải lúc nào nó cũng sẽ làm việc đúng và không phải lúc nào nó cũng sẽ làm việc hiệu quả. Cơ thể của chúng ta nó cần có những cái lúc gọi là cái khoảng nghỉ, cái khoảng nó bình tĩnh lại để cơ thể của chúng ta nó biết được là cái chỗ đấy nó đang có vấn đề, hoặc là chỉ có một hai vấn đề thôi thì nó còn tìm được đến đấy. Chứ mọi người thấy không, bây giờ với cái lối sống hiện tại chúng ta có quá nhiều những chỗ để cần phải chữa lành. Cái hệ thần kinh của chúng ta luôn luôn phải làm việc, nó căng đét ra và nó tốn những cái chất dẫn truyền thần kinh làm cho cái đường dẫn truyền thần kinh chúng ta nó không chuẩn nữa rồi, cái hệ miễn dịch của chúng ta nó kém rồi, cái tế bào gốc dần dần nó bị suy kiệt rồi và tất cả mọi thứ nó bị rối loạn rồi. Cơ thể của chúng ta nó cũng có quá nhiều chỗ để nó phải làm việc nên nó không biết là nó phải chữa lành ở chỗ nào, nên cơ thể càng ngày càng thoái hóa nhanh hơn và càng ngày càng có những cái bệnh chuyển hóa nhiều hơn. Thì bây giờ chữa lành là như thế nào? Chúng ta phải cho cơ thể của chúng ta cái hệ thần kinh này, đầu tiên nhất là nó phải có cái khoảng nghỉ, là có những cái khoảng trong ngày mọi người cho cái não bộ của mọi người nó tự tổng hợp lại những cái chất dẫn truyền thần kinh để nó làm việc tốt hơn, là phải có khoảng nghỉ. Cái khoảng mà mọi người gọi là chill hay là mọi người thưởng thức cuộc sống, hay là mọi người gọi là những cái lúc mà mọi người thiền, đơn giản chỉ là lúc mà mọi người tập trung lại để não bộ của mọi người phục hồi lại những cái chất thần kinh, những cái chất dẫn truyền thần kinh để cho nó làm việc tốt hơn. Sau đấy chúng ta lắng nghe cơ thể của mình là xem nó có vấn đề ở chỗ nào, thì mình kết hợp với tập, mình kết hợp với tác động vào đấy. Thật ra thì châm cứu cũng đâu có đưa cái thuốc gì vào, nhưng tại sao nó có thể làm cho mọi người giãn cơ, làm cho mọi người giảm đau? Là bởi vì nó chỉ là cái kim đấy, nó giống như một cái tác nhân để nó chấm vào đây để biết là đây chỗ này nó đang có vấn đề, để cho não bộ của mình nhận ra là chỗ đấy nó có vấn đề, để nó tiết ra những cái chất làm lành, những cái chất gây viêm, những cái chất để cơ chế tự chữa lành của cơ thể của mình tới đấy và xử lý. Đơn giản chỉ là như thế, nhưng mà cơ thể của chúng ta cần có sự chỉ dẫn đến những cái vùng bị tổn thương, vì bây giờ nó quá nhiều tổn thương rồi. Khi mà chúng ta ví dụ như chẳng may chúng ta mắc bị bệnh ung thư chẳng hạn, thì để kích hoạt cái cơ chế tự tổn thương đấy, chỗ đấy nó phải thông suốt, chỗ đấy nó phải có để cho dòng máu tới, đúng không? Cơ thể của chúng ta phải có đủ cái hệ miễn dịch thì nó mới chữa lành được chứ. Hệ miễn dịch không có thì lấy đâu ra chữa lành? Chỗ đấy mà nó bị ách tắc thì lấy đâu ra chữa lành? Nên chúng ta có ung thư chúng ta vẫn nên tuân thủ các phác đồ của các bác sĩ, lấy đi những cái khối u để làm thông lưu thông khí huyết thì khí huyết nó mới tới được đấy để mà chữa lành. Cơ thể của chúng ta vẫn phải cần có sự dinh dưỡng thì mới có nâng cao cái hệ miễn dịch để mà tự chữa lành được chỗ đấy chứ. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải lắng nghe cơ thể mình và chúng ta phải tìm hiểu những cái thông tin khoa học. Hiện đại bây giờ quá là phát triển rồi và trong đấy có quá nhiều những cái bằng chứng xác thực để việc mà khi mà chúng ta có ăn uống đầy đủ thì cơ thể của chúng ta cả
càng phát triển hơn rồi, hệ miễn dịch của mọi người tốt hơn, nên là mọi người đừng có cực đoan hóa. Tất cả những cái chế độ ăn cực đoan đều không mang lại kết quả cho cơ thể. Mọi người ăn chay, mọi người ăn thực dưỡng, mọi người ăn hoàn toàn không có protein, không hoàn toàn có chất béo, đều trước sau gì cũng gây ra những cái rối loạn trong cơ thể của mọi người.